nói chung là bây giờ vay dù cô sẽ chế tuân là mặc hợp kinh thia chọn sờ lâu cô chỉ bỏ rộng đó nè cho nên cho thì nhà nó cầu all school nó bây giờ thì bây giờ cho nên nhà có tua thế chờ thái tua bây giờ cho nên tự cho mà cô xã thì tổng thế nó giờ chúng muốn cho nên nó không nó cầu thì ô tô bây giờ nhiều nó chỉ bỏ các cần tại vì nó khó thì nên giờ ít tu này cô nó to bếp lót cho lên mà nhiều ô chỉ tàu nè. Yu Vang, I'm parent of Mark Hopkin and John Sloat. I am a new arrival from refugee camp in Thailand. I do not support the increase of class size from 21 to 31 or more. I'm illiterate in English and I cannot support my children in their education. Thank you. Thank you.